Mời các bạn nghe chuyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Giọng đọc Thiên Khánh. Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lý bá cha, thường trông thấy có một cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cạnh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay đi cõng nước dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Người ta thường nói, nhà bá cha làm thống lý, ăn của dân nhiều, đồn tây lại cho muối về bán, giàu lắm. Nhà có nhiều nương, nhiều bạc, nhiều thuốc phiện nhất làng. Thế thì con gái nó còn bao giờ phải xem cái khổ mà biết khổ, mà buồn. Nhưng rồi hỏi ra mới rõ, cô ấy không phải con gái nhà bá cha, cô ấy là vợ A Sử, con trai thống lý bá cha. Cô mị về làm dâu nhà bá cha đã mấy năm, từ năm nào cô không nhớ, cũng không ai nhớ. Nhưng người nghèo ở Hồng Ngài thì vẫn còn kể lại câu chuyện mị về làm người nhà quan thống lý. Ngày xưa, bố mị lấy mẹ mị không có đủ tiền cưới, phải đến vay nhà thống lý, bố của thống lý bá cha bây giờ. Mỗi năm đem nộp lãi cho chủ nợ một nương ngô, đến tận khi hai vợ chồng về già rồi mà cũng chưa trả được nợ. Người vợ chết cũng chưa trả hết nợ. Cho tới năm ấy mị đã lớn, mị là con gái đầu lòng, thống lý bá cha đến bảo bố mị. Cho tao đứa con gái này về làm dâu thì tao xóa hết nợ cho. Ông lão nghĩ năm nào cũng phải trả một nương ngô cho người ta, thì tiếc ngô nhưng cũng lại thương con quá. Ông chưa biết nói thế nào thì mị bảo bố rằng, con nay đã biết quốc nương làm ngô, con phải làm nương ngô giả nợ thay cho bố, bố đừng bán con cho nhà giàu. Đến Tết năm ấy, Tết thì vui chơi, trai gái đánh bao, đánh quay, rồi đêm đêm rủ nhau đi chơi. Những nhà có con gái thì bố mẹ không thể ngủ được vì tiếng chó sủa. Suốt đêm, con trai đến nhà người mình yêu, đứng thổi sáo xung quanh vách. Trai đến đứng nhẵn cả chân vách đầu buồng mị. Một đêm khuya, mị nghe tiếng gõ vách. Tiếng gõ vách hò hẹn của người yêu, mị hồi hộp lặng lẽ cua tay lên thì gặp hai ngón tay lách vào khe gỗ, sờ một ngón thấy có đeo nhẫn, người yêu của mị thường đeo nhẫn ngón tay ấy. Mị bèn nhấc tấm vách gỗ, một bàn tay dắt mị bước ra, mị vừa bước ra, lập tức có mấy người choàng đến, nhét áo vào miệng mị rồi bịt mắt, cõng mị đi. Sáng hôm sau, mị mới biết mình đang ngồi trong nhà thống lý bá cha. Họ nhốt mị vào buồng, ngoài vách kia, tiếng nhạc sinh tiền cúng ma đương rập rờn nhảy múa. Trong khi đó, A Sử đến nhà bố mị. A Sử nói, tôi đã cướp được con gái bố làm vợ, tôi đem về cúng trình ma nhà tôi rồi. Bây giờ tôi đến trình cho bố biết. Tiền bạc để cưới thì bố tôi bảo đã đưa cả cho bố rồi. Rồi A Sử về, ông lão nhớ ngay câu nói của thống lý bá cha dạo trước, cho con gái về nhà thống lý bá cha thì được trừ nợ. Chao ôi, thế là cha mẹ ăn bạc của nhà giàu từ kiếp trước, bây giờ người ta bắt bán con trừ nợ, không thể làm thế nào khác được rồi. Có đến hàng mấy tháng, đêm nào mị cũng khóc. Một hôm, mị trốn về nhà, hai tròng mắt còn đỏ hoe, trông thấy bố, mị quỳ lạy, úp mặt xuống đất, nức nở. Bố mị cũng khóc, đoán biết lòng con gái. Mày về lạy chào tao để mày đi chết đấy à? Mày chết nhưng nợ tao vẫn còn, quan lại bắt tao trả nợ. Mày chết rồi thì không lấy ai làm nương ngô giả nợ được người ta. Tao thì ốm yếu quá rồi. Không được con ơi. Mị chỉ bưng mặt khóc. Mị ném nắm lá ngón xuống đất. Nắm lá ngón mị đã tìm hái trong rừng. Mị vẫn giấu trong áo. Thế là mị không đành lòng chết. Mị chết thì bố mị còn khổ hơn bao nhiêu lần bây giờ nữa. Mị đành trở lại nhà thống lý.
Lần lần mấy năm qua, mấy năm sau, bố Mị chết, nhưng Mị cũng không còn tưởng đến Mị có thể ăn lá ngón tự tử nữa. Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi. Bây giờ thì Mị tưởng mình cũng là con trâu, mình cũng là con ngựa phải đổi ở cái tàu ngựa nhà này đến ở cái tàu ngựa nhà khác. Ngựa chỉ biết việc ăn cỏ, biết đi làm mà thôi. Mị cúi mặt không nghĩ ngợi nữa, mà lúc nào cũng chỉ nhớ đi nhớ lại những việc giống nhau, tiếp nhau vẽ ra trước mặt, mỗi năm, mỗi mùa, mỗi tháng lại làm đi làm lại. Tết xong thì lên núi hái thuốc phiện, giữa năm thì giặt đay, xe đay, đến mùa thì đi nương bẻ bắp. Và dù lúc đi hái củi, lúc bung ngô, lúc nào cũng gài một bó đay trong cánh tay để tước thành sợi. Bao giờ cũng thế, suốt năm suốt đời như thế, con ngựa con trâu làm còn có lúc, đêm nó còn được đứng gãi chân, đứng nhai cỏ. Đàn bà con gái nhà này thì vùi vào việc làm cả đêm cả ngày. Mỗi ngày Mị càng không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Ở cái buồng Mị nằm kín mít, có một chiếc cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay. Lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng. Mị nghĩ rằng mình cứ chỉ ngồi trong cái lỗ vuông ấy mà trông ra, đến bao giờ chết thì thôi. Trên đầu núi, các nương ngô, nương lúa đã gặt xong, ngô lúa đã xếp yên đầy các nhà kho. Trẻ con đi hái bí đỏ, tinh nghịch đã đốt những lều canh nương để sưởi lửa. Ở Hồng Ngài, người ta thành lệ, cứ ăn Tết khi gặt hái vừa xong, không kể ngày tháng nào. Ăn Tết như thế cho kịp lúc mưa xuân xuống thì đi vỡ nương mới. Hồng Ngài năm ấy ăn Tết giữa lúc gió thổi vào cỏ danh vàng ửng, gió và rét rất dữ dội. Nhưng trong các làng mèo đỏ, những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá xòe như con bướm sặc sỡ. Đám trẻ đợi Tết, chơi quay, cười ầm trên sân chơi trước nhà. Ngoài đầu núi lấp ló đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Mị nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bồi hồi. Mị ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thổi. Mày có con trai con gái rồi, mày đi làm nương. Ta không có con trai con gái, ta đi tìm người yêu. Tiếng chó sủa xa xa, những đêm tình mùa xuân đã tới. Ở mỗi đầu làng đều có một mỏm đất phẳng làm cái sân chơi chung ngày Tết. Trai gái, trẻ con ra sân chơi ấy tụ tập đánh bao, đánh quay, thổi sáo, thổi khèn và nhảy. Cả nhà thống lý bá cha vừa ăn xong bữa cơm Tết cúng ma, xung quanh chiêng đánh ầm ĩ, người ốp đồng vẫn còn nhảy lên xuống, run bần bật, vừa hết bữa cơm lại tiếp ngay bữa rượu bên bếp lửa. Ngày Tết, Mị cũng uống rượu, Mị lén lấy hũ rượu, cứ uống ừng ực từng bát. Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát, nhưng lòng Mị thì đang sống về ngày trước. Tai Mị văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Ngày trước, Mị thổi sáo giỏi, mùa xuân này, Mị uống rượu bên bếp và thổi sáo. Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao nhiêu người mê, ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mị. Rượu đã tan lúc nào, người về, người đi chơi đã vãn cả. Mị không biết, Mị vẫn ngồi trơ một mình giữa nhà. Mãi sau Mị mới đứng dậy, nhưng Mị không bước ra đường chơi, mà từ từ bước vào buồng. Chẳng năm nào A Sử cho Mị đi chơi Tết, Mị cũng chẳng buồn đi. Bây giờ Mị ngồi xuống giường, trông ra cái cửa sổ lỗ vuông mờ mờ trăng trắng. Đã từ nãy, Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước. Mị trẻ lắm, Mị vẫn còn trẻ, Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết, huống chi A Sử với Mị.
không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại, chỉ thấy nước mắt ứa ra, mà tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lừng lơ bay ngoài đường. Anh ném bao, em không bắt, em không yêu, quả bao rơi rồi. Lúc ấy, A Sử vừa ở đâu về, lại đang sửa soạn đi chơi. A Sử thay áo mới, khoác thêm hai vòng bạc vào cổ, rồi bịt cái khăn trắng lên đầu. Có khi nó đi mấy ngày mấy đêm, nó còn muốn rình bắt mấy người con gái nữa về làm vợ. Cũng chẳng bao giờ Mị nói gì. Bây giờ Mị cũng không nói, Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ, sắn một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng. Trong đầu Mị đang rập rờn tiếng sáo. Mị muốn đi chơi, Mị cũng sắp đi chơi. Mị cuốn lại tóc, Mị với tay lấy cái váy hoa vắt ở phía trong vách. A Sử đang sắp bước ra, bỗng quay lại lấy làm lạ. Nó nhìn quanh, thấy Mị rút thêm cái áo. A Sử hỏi, mày muốn đi chơi à? Mị không nói, A Sử cũng không hỏi thêm nữa. A Sử bước lại, nắm Mị, lấy thắt lưng trói hai tay Mị. Nó xách cả một thúng sợi đay ra, trói đứng Mị vào cột nhà. Tóc Mị xõa xuống, A Sử cuốn luôn tóc lên cột, làm cho Mị không cúi, không nghiêng được đầu nữa. Trói xong vợ, A Sử thắt nốt cái thắt lưng xanh ra áo ngoài, rồi A Sử tắt đèn, đi ra, khép cửa buồng lại. Trong bóng tối, Mị đứng im lặng, như không biết mình đang bị trói. Hơi rượu còn nồng nàn, Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi. Em không yêu, quả bao rơi rồi. Em yêu người nào, em bắt bao nào. Mị vùng bước đi, nhưng tay chân đau không cựa được. Mị không nghe tiếng sáo nữa, chỉ còn nghe tiếng chân ngựa đạp vào vách. Ngựa vẫn đứng yên, gãi chân, nhai cỏ. Mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa. Chó sủa xa xa, chừng đã khuya. Lúc này là lúc trai đang đến bên vách làm hiệu, rủ người yêu dỡ vách ra rừng chơi. Mị nín khóc, Mị lại bồi hồi. Cả đêm ấy, Mị phải trói đứng như thế. Lúc thì khắp người bị dây trói thiết lại đau nhức, lúc lại nồng nàn tha thiết nhớ. Hơi rượu tỏa, tiếng sáo, tiếng chó sủa xa xa. Mị lúc mê lúc tỉnh, cho tới khi trời tang tảng rồi, không biết sáng từ bao giờ. Mị bàng hoàng tỉnh, buổi sáng âm sâm trong cái nhà gỗ rộng. Vách bên cũng im ắng, không nghe tiếng lửa réo trong lò nấu lợn. Không một tiếng động, không biết bên buồng quanh đấy, các chị vợ anh, vợ chú của A Sử có còn ở nhà. Không biết tất cả những người đàn bà khốn khổ xa vào nhà quan đã được đi chơi hay là họ cũng đang phải trói như Mị. Mị không thể biết, đời người đàn bà lấy chồng nhà giàu ở Hồng Ngài thì một đời con người chỉ biết đi theo đuôi con ngựa của chồng. Mị chợt nhớ lại câu chuyện người ta vẫn kể. Đời trước, ở nhà thống lý bá cha, có một người trói vợ trong nhà 3 ngày rồi đi chơi. Khi về nhìn đến thì vợ chết rồi. Nhớ thế, Mị sợ quá. Mị cựa quậy, xem mình còn sống hay chết. Cổ tay, đầu, bắp chân bị dây trói siết lại, đau rứt từng mảnh thịt. Có tiếng xôn xao phía ngoài, rồi một đám đông vào nhà. Thống lý bá cha xuống ngựa, cho thị sống, tức một chức việc đi hầu thống lý như người làm mõ thời trước, dắt ngựa vào tàu. Nghe như bọn họ có khiêng theo con lợn, hoặc một người phải trói, vừa vất huỵch xuống đất, cứ thở phè phè. A Sử chệnh choạng vào buồng. Áo nó rách toạc một mảnh vai, cái khăn xéo trắng loang lổ đầy máu sụp xuống quanh trán. A Sử nằm lăn ra giường. Lát sau, thống lý bá cha bước vào. Theo sau thống lý là một lũ thống quán. Thống quán là một chức việc như phó lý. Xéo phải giống như trưởng thôn. Và một bọn thị sống vẫn thường ra vào hầu hạ, ăn thịt uống rượu, hút thuốc viện nhà thống lý.
có người bấy giờ mới nhìn thấy mị phải trói đứng trong cột, nhưng cũng không ai để ý, họ xúm cả lại quanh giường A Sử. Bá cha tay vẫn cầm cái roi ngựa, lại từ từ đi ra. Mị nhắm mắt lại không dám nhìn, mị chỉ nghe hình như có tiếng bố chồng gọi ra ngoài. Mị hé nhìn ra, thấy chị dâu bước vào. Người chị dâu ấy chưa già, nhưng cái lưng quanh năm phải đeo thồ nặng quá, đã còng rạp xuống. Người chị dâu đến cởi trói cho mị, sợi dây gai dưới bắp chân vừa lỏng ra, mị ngã sụp xuống. Chị dâu nói khẽ vào tai mị, mị đi hái thuốc cho chồng mày. Mị quên cả đau đứng lên, nhưng không nhích chân lên được. Mị phải ôm vai chị dâu, hai người khổ sở dìu nhau bước ra. Trong khi đi vào rừng tìm lá thuốc, mị nghe chị dâu nói lại, mới biết chuyện A Sử đi chơi bị đánh vỡ đầu. Nửa đêm qua, A Sử vào làng tìm đến đám chơi có tiếng sáo tiếng khèn. Nhiều trai làng ấy và các làng khác đã tới chơi quay, thổi sáo suốt ngày. Chập tối vừa xong chầu rượu trong nhà, bây giờ vẫn còn chưa chịu tan về. Lúc A Sử và chúng bạn kéo đến thì không còn ai chơi trong nhà nữa, vì bố mẹ và người trong nhà ấy đã đi ngủ. Nhưng người ra người vào còn dập dìu quanh ngõ. A Sử đứng ngoài tức lắm, nó bàn với một lũ khác, dọa đánh bọn con trai lạ vẫn bám quanh nhà đã khiến cho bọn A Sử bị vướng không thể vào được. Bọn A Sử ném đá vào vách, ông bố trong nhà ra chửi, bọn A Sử vẫn ném. Ông lão không dám ra nữa, liền vào trong cửa bắn ra hai phát súng, thế là tan những đám hẹn. Nhưng cũng chưa người trai nào chịu về. Họ lại tản vào các nhà quen trong xóm, để đợi sáng mai lại lên sân đánh tao với con gái trong xóm. Bọn A Sử cũng không chịu để cánh kia yên. Sáng sớm, khi họ vừa kéo ra đầu ngõ, bè lũ bạn A Sử đã kéo đến gây sự. A Sử đi trước, nạm vòng bạc ở cổ rủ xuống những tua chỉ xanh đỏ mà chỉ riêng con cái nhà quan trong làng mới được đeo. A Sử hùng hổ bước ra, bọn kia đứng dồn cả lại xôn xao. Lũ phá đám ta đêm qua đây rồi. A Phủ đâu? A Phủ đánh chết nó đi. Một người to lớn chạy vụt ra, vung tay ném con quay rất to vào mặt A Sử. Con quay gỗ ngát lăng vào giữa mặt. Nó vừa kịp bưng tay lên, A Phủ đã sộc tới, nắm cái vòng cổ, kéo dập đầu xuống, xé vai áo, đánh tới tấp. Người làng nghe tiếng hò hét đổ ra. Thấy vậy, bọn trai làng lạ tản hết lên rừng. Mấy người đuổi đón đầu A Phủ. A Phủ bị bắt sống, trói gò chân tay lại. Vừa lúc thống lý bá cha tới, chúng nó sọc ngang cái gậy, khiêng A Phủ mang về ném xuống giữa nhà thống lý. Mị đi hái được lá thuốc về, thấy trong nhà càng đông hơn lúc nãy. Ngoài sân, dưới gốc đào lại buộc thêm mấy con ngựa lạ. Mị đi cửa sau vào, lé mắt nhìn thấy một người to lớn quỳ trong góc nhà, mị đoán đấy là A Phủ. Bọn chức việc khắp vùng Hồng Ngài đến nhà thống lý bá cha dự đám sự kiện. Các lý dịch, quan làng, thống quán, xéo phải, đội mũ, cuốn khăn, xách gậy, cưỡi ngựa kéo đến sự kiện và ăn cỗ. Trong nhà thống lý đã bày 5 cái bàn đèn, khói thuốc phiện tuôn ra các lỗ cửa sổ tun hút xanh như khói bếp. Cả những người trước việc bên làng A Phủ cũng tới, nhưng chỉ bọn con trai làng ấy phải ngồi khoanh tay cạnh A Phủ vì họ bị gọi sang hầu kiện, còn bọn trước việc thì nằm dài cả bên khay đèn. Suốt từ trưa cho đến hết đêm, mấy chục người hút, trên nhất là thống lý bá cha. Thống lý bá cha hút xong một lượt 5 điếu, đến người khác hút, lại người khác hút, cứ thế lần lượt xuống tới bọn đi gọi người về dự kiện. Chỉ có đàn bà ngồi trong buồng hoặc đi lại bên ngoài dòm ngó đám sự kiện và A Phủ quỳ chịu tội ở xó nhà là không được dự tiệc hút ấy. Lúc một loạt người vừa hút xong, bá cha ngồi dậy, vuốt ngược cái đầu chọc dài, kéo đuôi tóc ra đằng trước, cất giọng lè nhè gọi, thằng A Phủ ra đây. A Phủ ra quỳ giữa nhà, lập tức bọn trai làng xô đến, trước nhất chắp tay lại lia lịa tên thống lý bá cha, rồi quay lại đánh A Phủ. A Phủ quỳ chịu đòn, chỉ im như cái tượng đá.
Cứ mỗi đợt bọn trước việc hút thuốc phiện xong, A Phủ lại phải ra quỳ giữa nhà, lại bị người xô đến đánh. Mặt A Phủ sưng lên, môi và đuôi mắt dập chảy máu. Người thì đánh, người thì quỳ lại, kể lể, chửi bới. Xong một lượt đánh, kể, chửi, lại hút. Khói thuốc phiện ngào ngạt tuôn qua các lỗ cửa sổ. Rồi bá cha lại ngóc cổ lên, vuốt tóc, gọi A Phủ. Cứ như thế, suốt chiều, suốt đêm, càng hút càng tỉnh, càng đánh, càng chửi, càng hút. Trong buồng bên cạnh, Mị cũng thức suốt đêm, im lặng ngồi xoa thuốc giấu cho chồng. Lúc nào Mị mỏi quá, cựa mình, thì những chỗ lằn trói trong người lại đau ê ẩm. Mị lại gục đầu nằm thiếp đi. Khi đó, A Sử bèn đạp chân vào mặt Mị. Mị choàng thức, lại nhặt nắm lá thuốc, xoa đều đều trên lưng chồng. Ngoài nhà vẫn rên lên từng cơn kéo thuốc phiện như những con mọt nghiến gỗ kéo dài, giữa tiếng người khóc, tiếng người kể lào xào và tiếng đấm đánh huỳnh huỵch. Sáng hôm sau thì đám kiện đã xong, một số người chẳng biết từ bao giờ đã ngủ ngáy ngay bên khay đèn. Bọn xéo phải đang bắc cái chảo đồng và xách ấm nước ra nấu thêm lạng thuốc để hút thêm ban ngày cho các quan làng thật tỉnh. Các quan làng còn một tiệc ăn cỗ nữa. Thống lý bá cha mở tráp, lấy ra 100 đồng bạc hoa xòe, bày lên mặt tráp rồi nói: thằng A Phủ đánh người thì làng xử mày phải nộp vạ cho người phải mày đánh là 20 đồng. Nộp cho thống quán 5 đồng, mỗi xéo phải 2 đồng, mỗi người đi gọi các quan làng về hầu kiện 5 hào. Mày phải mất tiền mời các quan hút thuốc từ hôm qua tới nay, lại mất con lợn 20 cân, chốc nữa mổ để các quan làng ăn vạ mày. A Phủ, mày đánh con quan làng, đáng nhẽ làng xử mày tội chết, nhưng làng tha cho mày được sống mà nộp vạ. Cả tiền phạt, tiền thuốc, tiền lợn, mày phải chịu 100 bạc trắng. Mày không có 100 bạc thì tao cho mày vay để mày ở nợ. Bao giờ có tiền giả thì tao cho mày về, chưa có tiền giả thì tao bắt mày ở làm con trâu, con ngựa cho nhà tao. Đời mày, đời con, đời cháu mày tao cũng bắt thế, bao giờ hết nợ tao mới thôi. A Phủ, lại đây nhận tiền quan cho vay. A Phủ lê hai cái đầu gối sưng bạnh lên như mặt hổ phù. A Phủ cúi sờ lên đồng bạc trên tráp, trong khi bá cha đốt hương, lầm rầm khấn gọi ma về nhận mặt người vay nợ. Bá cha khấn xong, A Phủ cũng nhặt xong bạc, nhưng nhặt xong lại để ngay cả xuống mặt tráp, rồi bá cha lại chút cả bạc vào trong tráp. Con lợn vừa mua về cho A Sử thết làng ăn vạ đã kêu en ép ngoài sân. Từ lúc đếm tiền rồi, A Phủ không phải quỳ, phải đánh nữa. A Phủ đứng lên cầm con dao, chân đau bước tập tễnh, cùng với mấy trai làng ra chọc tiết làm thịt lợn hầu làng. Trong nhà, thuốc phiện vẫn hút rào rào. Thế là từ đấy, A Phủ phải đi ở trừ nợ cho nhà quan thống lý bá cha, đốt rừng, cày nương, cuốc nương, săn bò tót, bẫy hổ, chăn bò, chăn ngựa, quanh năm một thân một mình bôn ba rong ruổi ngoài gò ngoài rừng. A Phủ đương tuổi sức lực, công việc làm hay đi săn, cái gì cũng làm phăng phăng, không còn có lúc nào trở về làng bên. Nhưng A Phủ cũng chẳng muốn trở về làm gì bên ấy nữa. A Phủ cũng không phải người làng bên ấy, bố mẹ đẻ A Phủ ở Háng Pla. Năm xưa, làng Háng Pla phải một trận bệnh đậu mùa, nhiều trẻ con, cả người lớn chết, có nơi chết cả nhà. Anh của A Phủ, em A Phủ chết, bố mẹ A Phủ cũng chết, còn sót lại có một mình A Phủ. Làng chết và đói nhiều quá, có người làng đói bụng bắt A Phủ đem xuống bán đổi lấy thóc của người Thái dưới cánh đồng. A Phủ mới 10 tuổi, nhưng A Phủ gan bướng, không chịu ở dưới cánh đồng thấp. A Phủ trốn lên núi, lưu lạc đến Hồng Ngài. Đi làm cho nhà người, lần nữa mùa này sang mùa khác, chẳng bao lâu A Phủ đã lớn, đã biết đúc lưỡi cày, biết đục cuốc, lại cày giỏi và đi săn bò tót rất bạo. A Phủ khỏe, chạy nhanh như ngựa, con gái trong làng nhiều người mê, nhiều người nói, đứa nào được A Phủ cũng bằng được con trâu tốt trong nhà, chẳng mấy lúc mà giàu.
người ta ao ước đùa thế thôi, chứ phép rượu cũng chẳng to hơn phép làng. Còn tục lệ cưới xin mà A Phủ thì không có bố mẹ, không có ruộng, không có bạc, A Phủ không thể lấy nổi vợ. Tuy nhiên đang tuổi chơi, trong ngày Tết đến, dù A Phủ chẳng có quần áo mới như nhiều trai khác, A Phủ chỉ có độc một chiếc vòng vía lằn trên cổ, A Phủ cũng cứ cùng trai làng đem sáo, khèn, đem con quay và quả bao, quả yến đi tìm người yêu ở các làng trong vùng. Vì thế mà sinh sự đánh nhau ở Hồng Ngài. Lược một đoạn, khi đó đang đói rừng, hổ gấu từng đàn ra phá nương, bắt bò ngựa. A Phủ trong lúc trông bò ngựa, vì mải mê bẫy nhím, đã để hổ bắt mất một con bò. A Phủ bị thống lý bá cha bắt trói đứng vào một cây cột trong góc nhà, bằng dây mây, quấn từ chân đến vai, chờ khi nào bắn được hổ mới tha. Nhưng A Sử và lính dõng của thống lý không lùng bắn được hổ, A Phủ vẫn bị trói. Những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn, nếu không có bếp lửa sưởi kia thì mị cũng đến chết héo. Mỗi đêm mị đã dậy ra thổi lửa hơ tay, hơ lưng không biết bao nhiêu lần. Thường khi đến gà gáy sáng, mị ngồi dậy ra bếp sưởi một lúc thật lâu thì các chị em trong nhà mới bắt đầu dậy ra nhóm lò bung ngô nấu cháo lợn. Chỉ chợp mắt được từng lúc, mị lại thức sưởi lửa suốt đêm. Mỗi đêm khi nghe tiếng phù phù thổi bếp, A Phủ lại mở mắt, ngọn lửa sưởi bùng lên. Cùng lúc ấy thì mị cũng nhìn sang, thấy mắt A Phủ trừng trừng, mới biết A Phủ còn sống. Mấy đêm nay như thế, nhưng mị vẫn thản nhiên thổi lửa, hơ tay. Nếu A Phủ là cái xác chết đứng đấy, cũng thế thôi, mị vẫn trở dậy, vẫn sưởi, chỉ biết chỉ còn ở với ngọn lửa. Có đêm A Sử chợt về, thấy mị ngồi đấy, A Sử đánh mị ngã ngay xuống bếp, nhưng đêm sau mị vẫn ra sưởi như đêm trước. Lúc ấy đã khuya, trong nhà đã ngủ yên, thì mị trở dậy thổi lửa, ngọn lửa bập bùng sáng lên, mị lé mắt trông sang, thấy hai mắt A Phủ cũng vừa mở, một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại. Nhìn thấy tình cảnh như thế, mị chợt nhớ lại đêm năm trước A Sử trói mị, mị cũng phải trói đứng thế kia, nhiều lần khóc, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ, không biết lau đi được. Trời ơi, nó bắt trói đứng người ta đến chết, nó bắt mình chết cũng thôi, nó bắt trói đến chết người đàn bà ngày trước cũng ở cái nhà này. Chúng nó thật độc ác, cơ chừng này, chỉ đêm mai là người kia chết, chết đau, chết đói, chết rét, phải chết. Ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi, thì chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi. Người kia việc gì mà phải chết thế? A Phủ, mị phảng phất nghĩ như vậy. Đám than đã vạc hẳn lửa, mị không thổi, cũng không đứng lên, mị nhớ lại đời mình, mị lại tưởng tượng như có thể một lúc nào, biết đâu A Phủ chẳng đã trốn được rồi, lúc ấy bố con bá cha sẽ bảo là mị đã cởi trói cho nó, mị liền phải trói thay vào đấy, mị phải chết trên cái cọc ấy. Nghĩ thế, trong tình cảnh này, làm sao mị cũng không thấy sợ. Lúc ấy, trong nhà đã tối bưng, mị rón rén bước lại, A Phủ vẫn nhắm mắt, nhưng mị tưởng như A Phủ đương biết có người bước lại. Mị rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây, A Phủ cứ thở phè từng hơi, không biết mê hay tỉnh. Lần lần, đến lúc gỡ được hết dây trói ở người A Phủ, thì mị cũng hốt hoảng, mị chỉ thì thào được một tiếng, đi ngay, rồi mị nghẹn lại. A Phủ bỗng khuỵu xuống, không bước nổi, nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại quật sức vùng lên, chạy. Mị đứng lặng trong bóng tối, rồi mị cũng vụt chạy ra, trời tối lắm, nhưng mị vẫn băng đi, mị đuổi kịp A Phủ, đã lăn, chạy, chạy xuống tới lưng dốc, mị nói, thở trong hơi gió thốc lạnh buốt, A Phủ cho tôi đi. A Phủ chưa kịp nói, mị lại nói, ở đây thì chết mất. A Phủ chợt hiểu, người đàn bà chê chồng đó vừa cứu sống mình. A Phủ nói, đi với tôi, và hai người lẳng lặng đỡ nhau lao chạy xuống dốc núi.
Được phần cuối, hai người thành vợ chồng và trốn sang phiềng xa. Quân Pháp tràn tới, dân phiềng xa lại hoang mang lo sợ. A Châu, cán bộ đảng đã tìm đến. A Phủ kết nghĩa anh em với A Châu, rồi A Phủ trở thành tiểu đội trưởng du kích cùng với Mị và đồng đội bảo vệ quê hương.